Thế bác làm hôm nay cho chở đồ lên cho bác thì bác cảm thấy là có được như ý muốn của bác không? Và nói chung là bác ưng ý. Vâng, thế đó thay mặt cái sở vũ thùng 8 xin cảm ơn Lan và toàn thể gia đình. Chúc gia đình bác có một sức khỏe tốt và để mạnh khỏe làm ăn. Cũng xin chân thành cảm ơn chủ xưởng coi là cố gắng mạnh khỏe để phát huy cái tài năng của mình lên để phục vụ cho nhân dân. Vâng, xin cảm ơn bác. Trở lại kênh YouTube của đội số 8 nhé. Xin kính chào quý khách nha. Và bây giờ hiện tại là 10 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2020. Thì tôi đang có mặt tại nhà bác Lan ở xã Chuế Lưu, huyện Hà Hòa. Và để bàn giao cho bác đây. Bác Lan chủ nhà đây. Và để bàn giao cho bác là chiếc sập chất liệu gỗ hương đá và được ngũ phúc vàng chân 26. Và được tài chúng tôi thi công bằng chất liệu gỗ hương đá. Và chiếc sập này có kích thước như sau quý vị nhé: dài 2m2, rộng 1m8 và dạ tam diện dày 10 phân, khuôn tranh 10, ván mặt 2 phân đậu. Và chúng tôi chọn chỗ mẫu ngũ phúc tùng lộc, rất là đẹp. Quý vị cùng tham khảo chiến sập của bác Lan ở xã Chiến Lưu, Hạ Hòa. Chỗ nào là chất liệu của hương đá thì ra thi công này rất là chi tiết và khuôn tranh dày 10 phân quý vị nhé. Yếm dạ 10. Tôi chọn gỗ rất là lục lạc đẹp. Tôi chia công từ ghép chạm chỗ những thợ rất là lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm và chạm bông hoa rất là tỉ mỉ chi tiết. Và hôm nay tôi bàn giao cho bác chiếc sập và bộ ghế, và đây là bộ ghế đào chi chất liệu cũng bằng gỗ hương đá và hàng vít. Và được chúng tôi chạm chỗ vai vách và chạm bằng tay hết thủ công, từng chi tiết sắc nét, về cầm thuốc lào đây, tỉ mỉ từng chi tiết một. Từng chi tiết một. Đây hình ảnh quý vị xem đây là cái đoạn dài, và nó kích thước là dài là 2m. Tất cả là liền tấm nhất ván mặt, chiếc liền tấm, mình liền kiếm và chạm thủ công bằng tay 100%. Là bàn ghế có làm là yến cong được chân xẹo, rất là đẹp. Và thì bên này là một chiếc kệ tivi nữa quý vị nhé. Và đây, chiếc kệ tivi cũng là hàng VIP luôn, bán dày 2 phân, cánh đục rất là sâu, và chân đục bông hồng và chân đục hồng, bốn chân đục chạm màu bông hồng, cột nho khóc, bốn cánh là đục tư quý tùng trúc cúc mai, rất là sâu, đục thủ công bằng tay và ngăn kéo để tôi chạm quả dưa. Và chiếc kệ này thì có kích thước là 2m4 quý vị nhé, 2m4 và rất phù hợp quý vị để TV khoảng 48 inch, đẹp. Và thì đồ gỗ chúng ta thùng 8 xin kính chào quý khách nhé, hẹn gặp lại quý khách clip sau nhé. Thế bác làm hôm nay là cho chở đồ lên cho bác thì bác cảm thấy là có được như ý muốn của bác không? Nói chung là bác ưng ý. Thế đó thay mặt cái sở vũ thùng 8 xin cảm ơn Lan và toàn thể gia đình.
chúc gia đình bác Tuấn Một sức khỏe tốt và để mạnh khỏe làm ăn cũng xin chân thành cảm ơn chủ xưởng coi như là cố gắng mạnh khỏe để phát huy cái tài năng của mình lên để phục vụ cho nhân dân. Vâng, xin cảm ơn bạn.